chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Huyện Duy Xuyên số tháng 8 năm 2023 phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Chương trình có các nội dung chính sau đây. Huyện ủy Duy Xuyên sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch xanh Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế. Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên tổ chức lễ công bố nâng hạng Trung tâm Y tế Duy Xuyên lên bệnh viện hạng 2. Cũng trong chương trình còn có phóng sự đa dạng tiếp cận di sản văn hóa Mỹ Sơn và phóng sự gương sáng cán bộ hội phụ nữ. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết chương trình. Thưa quý vị, Huyện ủy Duy Xuyên vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Qua 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, các ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội ở huyện Duy Xuyên đã triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, phù hợp, hiệu quả, xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể, xác định rõ vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng, chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức người lao động, đoàn viên, hội viên và nhân dân, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh phản bác, ngăn chặn có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xuyên tạc, xấu độc trên các phương tiện truyền thông, nhất là trên Internet, mạng xã hội. Để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Huyện ủy Duy Xuyên tiếp tục tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh các mặt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chủ động, kịp thời tham gia giải quyết những vấn đề xuyên tạc, chống phá từ xa, từ sớm, không để lan rộng trong quần chúng nhân dân, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật, nhà nước. Mới đây, tại xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, ngành văn hóa thể thao du lịch, hiệp hội doanh nghiệp du lịch, cộng đồng du lịch lữ hành, các điểm đến của 3 tỉnh thành Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế tổ chức hội thảo liên kết phát triển du lịch xanh nhằm đánh giá tiềm năng lợi thế của từng địa phương. Nhiều ý kiến tại hội thảo cho rằng, để liên kết phát triển, các ngành chức năng cần hỗ trợ thủ tục hành chính để doanh nghiệp xây dựng kết nối sản phẩm, tạo thành tour du lịch xanh đưa vào khai thác phục vụ du khách, xây dựng đa dạng hóa sản phẩm du lịch mới theo hướng xanh bền vững, tạo sức hấp dẫn của điểm đến, đồng thời tăng cường liên kết hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch 3 địa phương trong việc xây dựng các chương trình tour gắn với các điểm du lịch xanh nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan lưu trú. Hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện việc khai thác, chào bán các sản phẩm du lịch xanh. Cạnh đó, phải kết hợp giữa lưu trú du lịch xanh với hoạt động trải nghiệm văn hóa dân gian, du lịch làng quê, làng nghề, du lịch cộng đồng. Bảo tồn và phát huy tài nguyên du lịch, các giá trị văn hóa lịch sử, cảnh sắc thiên nhiên, bảo vệ cảnh quan sinh thái theo hướng thân thiện với môi trường, cần có sự chung tay giữa người dân, chính quyền và doanh nghiệp. Tại hội thảo, ngành văn hóa thể thao và du lịch Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế đã ký kết chương trình hợp tác thúc đẩy phát triển chuỗi sản phẩm du lịch xanh giữa 3 địa phương. Ngày 3 tháng 8, Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên tổ chức lễ công bố quyết định nâng hạng Trung tâm Y tế Duy Xuyên lên bệnh viện hạng 2. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Anh Tuấn, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Duy Xuyên và 14 xã thị trấn tham dự. Hiện nay, Trung tâm Y tế Duy Xuyên có 345 giường bệnh với 4 phòng chức năng, 9 khoa chuyên môn và 14 đơn vị trạm y tế xã thị trấn trực thuộc. Với 2 chức năng chính là điều trị và dự phòng, đảm nhiệm công tác chăm sóc sức khỏe cho hơn 140.000 người dân trên địa bàn huyện Duy Xuyên và các vùng lân cận. 2 năm gần đây, số lượt khám và điều trị tại Trung tâm Y tế Duy Xuyên tăng mạnh. Hàng ngày, đơn vị tiếp đón 550 đến 650 lượt bệnh nhân đến thăm khám ngoại trú, điều trị nội trú cho hơn 300 bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân ở thị xã Điện Bàn, huyện Quế Sơn, huyện Thân Bình đã tin tưởng đến khám và điều trị. Cùng với đó,
Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên triển khai được nhiều kỹ thuật mới về hệ ngoại, sản và các cận lâm sàng tiên tiến, đồng thời triển khai kỹ thuật nội soi đường tiêu hóa bằng phương pháp gây tê, gây mê, siêu âm tim, đo điện não, đồ với những ca mổ khó được thực hiện trong thời gian qua. Đặc biệt, tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ y bác sĩ từng bước được cải thiện. Đơn vị thành lập tổ công tác xã hội để hướng dẫn, hỗ trợ cho các bệnh nhân già đi lại khó khăn, tạo được môi trường bệnh viện thân thiện cho bệnh nhân và người nhà khi đến thăm khám chữa bệnh. Thực hiện chăm sóc người bệnh theo nguyên tắc lấy người bệnh làm trung tâm, tất cả người bệnh được điều dưỡng, lập kế hoạch và chăm sóc cấp 1 hoặc cấp 2. Tại buổi lễ, đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh trao quyết định công nhận bệnh viện hạng 2 cho Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên. Ủy ban dân tỉnh vừa ban hành quyết định công nhận 79 đơn vị cá nhân đoạt giải vườn, tường, đường đẹp và cơ sở vật chất văn hóa đẹp hoạt động hiệu quả năm 2023 sau một thời gian phát động cuộc thi. Theo đó, ban tổ chức cuộc thi vườn, tường, đường đẹp và cơ sở vật chất văn hóa đẹp của tỉnh đã trao 21 giải vườn đẹp, 21 giải tường rào cổng ngõ đẹp, 21 giải đường đẹp và 16 giải cơ sở vật chất văn hóa đẹp hoạt động hiệu quả. Trong đó, xã Di Trinh, huyện Di Xuyên tham gia 3 video gồm vườn đẹp, tường rào cổng ngõ đẹp và cơ sở vật chất văn hóa đẹp, tất cả đều đạt giải thưởng của ban tổ chức. Cuộc thi vườn tường đường đẹp và cơ sở vật chất văn hóa đẹp hoạt động hiệu quả năm 2023 nhằm phát hiện những cá nhân tập thể có vườn, tường, đường, cơ sở vật chất văn hóa tiêu biểu nhất để các địa phương học tập và nhân rộng, tạo tiền đề vững chắc cho việc duy trì, nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các xã, đảm bảo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả cao hơn, thiết thực hơn và bền vững. Thưa quý vị, sau khi thử nghiệm và nhận được phản hồi tích cực từ du khách, Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn đã chính thức đưa sản phẩm thuyết minh đa ngôn ngữ phục vụ du khách. Hiện tại, Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn thiết lập 40 mã web QR tại nhiều vị trí thuận lợi trong khu đền tháp, tương ứng với 40 câu chuyện thú vị về văn hóa, lịch sử, về khu đền tháp. Sản phẩm thuyết minh đa ngôn ngữ đang cập nhật các bài thuyết minh gồm 6 ngôn ngữ: tiếng Việt, Trung, Pháp, Anh, Hàn và tiếng Nhật. Du khách cũng có thể chủ động nghe lại nhiều lần. Du khách dễ dàng sử dụng, chủ động chọn loại ngôn ngữ phù hợp để nghe và có thể nghe lại theo nhu cầu. Hiện tại thì các điểm ở đây, ở trong Mỹ Sơn thì có tất cả là 40 điểm. Thì khi khách đi tới đâu thì cũng sẽ nhận biết được. Nếu như ở Mỹ Sơn có thể hoàn thiện hơn là khách có thể thanh toán online. Ví dụ như là chưa mua vé ở ngoài cổng, chưa mua vé thuyết minh ngoài cổng, khi vô đây thấy những điểm này và muốn hiểu hơn thì có thể scan code và bắt đầu sẽ thanh toán online thì khách hàng sẽ tiện lợi hơn. Xu thế du lịch hiện nay là du khách đi theo nhóm nhỏ, du lịch phượt, khách tự đi riêng lẻ đang phát triển mạnh. Chính vì vậy, hình thức thuyết minh đa ngôn ngữ sẽ phù hợp hơn với đối tượng khách này, giảm tải cho hướng dẫn viên trong khu di sản. Cái với nhu cầu của khách, người ta đang có cái nhu cầu là tự đi. Thì người ta bên này đã phục vụ cho rất là nhiều khách, người ta tự thuê xe, người ta tự đi xe bus lên trên Mỹ Sơn. Thì trước đây người ta phải sử dụng cái guide local, thì bây giờ chỉ nếu như có công cụ này thì nó sẽ rất là tốt. Vì bản thân Mỹ Sơn chỉ cung cấp hướng dẫn tại điểm á, là hướng dẫn tiếng Việt và tiếng Anh. Thì bây giờ có thêm những cái option khác của các thứ tiếng khác, ví dụ như là Hàn Quốc hay Nhật Bản hay là Trung Quốc á, thì rất là tiện và sẽ giúp cho các cái khách tự đi, người ta sẽ dễ dàng người ta đến nước với Mỹ Sơn hơn. Việc phát triển ứng dụng sản phẩm thuyết minh đa ngôn ngữ đã được tính toán chọn lọc công nghệ tiên tiến phù hợp, giúp kho tàng thông tin hiện vật ở Mỹ Sơn đến gần hơn với du khách. Công cụ này cũng thích hợp với nhiều dòng điện thoại. Đa dạng ngôn ngữ thuyết minh là một điểm nhấn hoàn thiện bức tranh du lịch xanh Mỹ Sơn trong thời gian đến. Thời gian qua, phong trào phụ nữ huyện Duy Xuyên nổi lên những tấm gương cán bộ hội điển hình, từ phẩm chất đạo đức đến lòng nhiệt tình, tâm huyết với công tác hội. Trong đó, chị Lê Thị Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên là một điển hình. Hàng năm, trên cơ sở khảo sát, nắm bắt tình hình đời sống, nhu cầu của các hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo, khó khăn, trẻ em mồ côi, chị Lê Thị Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Duy Thành xây dựng kế hoạch giúp đỡ bằng nhiều hình thức như hỗ trợ vốn, sinh kế, xây mới, sửa chữa nhà ở, đỡ đầu trẻ em, trao học bổng,
tiếp sức cho các trường hợp bị bệnh hiểm nghèo. Để tổ chức thực hiện tốt các hoạt động này, thì một trong những yêu cầu quan trọng là phải đảm bảo nguồn kinh phí. Hàng năm, bản thân chị đã nghiên cứu đưa ra nhiều sáng tạo mới trong tổ chức hoạt động chương trình như phát động phong trào thùng tiền tiết kiệm vì trẻ em mồ côi, chương trình văn nghệ Xuân yêu thương, triệu trái tim một tấm lòng, mô hình ngôi nhà xanh nhằm phát huy nguồn lực tại chỗ, đồng thời tranh thủ kết nối với các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước, huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ phụ nữ. Qua đó hỗ trợ xây dựng 5 ngôi nhà cho 5 phụ nữ nghèo, phụ nữ khuyết tật với tổng kinh phí 455 triệu đồng. Trước ra là cô ở nhà đây thì máu đụng ăn lập sập mà không có điều kiện để lùm thì cũng ở đợ rồi đó mà đang khay xóa quyện những phụ nữ rồi các ngành, bộ ngành cũng giúp đỡ cho cô lùm được cái nhà cắn cốt thì cô thấy vui mừng, khổ lao, bổ lục rồi gió rồi khổ đỡ lao. Không chỉ vậy, chị Lê Thị Hương vận động nguồn lực trao sinh kế cho 100 lượt phụ nữ nghèo cận nghèo với 100 con heo giống với thức ăn ban đầu. Tổng chi phí hơn 200 triệu đồng nhằm tạo điều kiện cho các chị đầu tư phát triển mô hình kinh tế chăn nuôi. Thực hiện đề án số 939 của chính phủ về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, vận động hỗ trợ cho 5 chị khởi nghiệp kinh doanh số tiền 25 triệu đồng. Từ các hoạt động này, qua 5 năm đã giúp cho 15 hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần cùng địa phương giảm tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,3%. Chị Hương là một chị... hội chị phụ nữ, chủ tịch phụ nữ rất là chi là đón để cho tụi em trang trọng vì chỉ là quan tâm rất là nhiều tới chị em phụ nữ của hội viên phụ nữ ở dưới từng thôn. Dạ, ấy chị là người phụ nữ rất là tốt. Thống kê sơ bộ, bình quân mỗi năm chị Lê Thị Hương cùng tập thể Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Duy Thành vận động nguồn lực từ 3 đến 500 triệu đồng để thực hiện các hoạt động hỗ trợ giúp đỡ hội viên phụ nữ, trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn, các trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo tại địa phương. Đồng thời, thông qua chương trình Bánh Tết Ngày Xuân, phiên chợ Tết không đồng, toa thuốc yêu thương, lắng nghe trẻ em nói, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Duy Thành trao tặng hơn 1.000 suất quà cho hơn 1.000 lượt hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Chị Lê Thị Hương là người chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, đã đóng góp tích cực trong quá trình chỉ đạo lãnh đạo cho hội mình, trong công tác vận động tuyên truyền và tham gia tích cực trong quá trình là cái phong trào của địa phương để góp phần là phát triển kinh tế rồi xây dựng cái nông thôn mới. Với những việc làm và hành động thiết thực của mình trong công tác hội cùng với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, chị Lê Thị Hương tạo được niềm tin trong hội viên và góp phần đưa phong trào phụ nữ địa phương phát triển. Bản thân chị liên tục nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của hội cấp trên, qua đó góp phần khẳng định hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình truyền hình huyện Duy Xuyên số tháng 8 năm 2023. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở chương trình truyền hình số tháng 9 năm 2023. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt.